Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CNTT Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình các switch Microtik CSS hoặc switch CRS nhưng đang chạy phiên bản switch OS. Dòng CSS chỉ chạy được switch OS, còn CRS thì có thể chạy được switch OS và router OS. Nếu switch CRS các bạn sử dụng switch OS thì cách cấu hình sẽ giống hệt với dòng CSS thôi. CNTT Shop đã có video phân biệt hai loại OS này và cách chuyển đổi giữa chúng, các bạn có thể tham khảo nhé. Switch OS thì chỉ có thể cấu hình trên giao diện web, chúng ta sẽ không sử dụng được CLI hay Winbox. Trên Switch OS thì chúng ta sẽ cấu hình được các tính năng Layer 2 như là VLAN, Trunking, Port Mirror, Spanning Tree, Mask Filter, v.v. Nói chung là hầu hết các tính năng Layer 2 thường dùng, các tính năng Layer 3 thì sẽ không hỗ trợ. Chúng ta chỉ sử dụng switch OS khi switch được sử dụng ở lớp Access để đơn giản hóa cấu hình. Switch OS cũng có hai loại là bản thường và bản live. Bản live thì dùng cho các dòng switch CSS 610, bản thường thì dùng cho các dòng switch còn lại. Nhưng nhìn chung giao diện và cách cấu hình thì nó giống hệt nhau, chỉ thêm bớt một số tính năng thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ cần truy cập vào giao diện web của switch. Tất cả các switch của Microtik đều có IP mặc định là 192.168.88.1, subnet là SUB24. Các bạn chỉ cần đặt IP trên máy tính cùng giải 192.168.88.0.SUB24 rồi kết nối dây mạng giữa switch và máy tính là chúng ta có thể truy cập được. Mình đã đặt IP máy tính là 88.10. Sau khi kết nối dây mạng từ laptop vào switch, các bạn mở trình duyệt web và truy cập vào IP 192.168.88.1. Đăng nhập với tài khoản mặc định là admin, password để trống. Đây là giao diện web của switch OS, nó khá là đơn giản thôi. Sau khi đăng nhập xong thì chúng ta sẽ cần thay đổi IP và tài khoản quản trị cho switch. Do toàn bộ các switch Microtik đều có chung IP mặc định. Để thay đổi IP và tài khoản thì các bạn vào menu System. Trong mục Address Acquisition, chúng ta có 3 lựa chọn để đặt IP cho switch: cấu hình static từ DHCP hoặc DHCP with fallback. DHCP with fallback nghĩa là switch sẽ nhận IP từ DHCP trong 10 giây đầu tiên. Nếu không nhận được IP nào thì switch sẽ sử dụng static IP ở phía dưới. Trong mọi trường hợp thì các bạn nên sử dụng static. Đổi IP bên dưới theo IP mà các bạn đã quy hoạch. Identity là hostname của switch. Allow from là các bạn cho phép giải mạng nào có thể vào quản trị switch, mặc định là tất cả. Các bạn có thể giới hạn chỉ giải mạo quản trị thôi. Allow from port là cho phép quản trị từ những cổng nào. Các cổng theo thứ tự từ 1 trở đi từ bên trái. Các bạn tích vào cổng nào thì người dùng từ cổng đó mới truy cập được. Allow from VLAN cũng tương tự. Các bạn cho phép VLAN nào quản trị switch thôi. Mục Independent VLAN Group Up thì nếu các bạn tích vào, Microtik sẽ tạo ra một bảng mask và cổng riêng cho mỗi VLAN. Nghĩa là giữa các VLAN các bạn có thể trùng địa chỉ mask được. Còn khi bỏ tích thì Microtik sẽ sử dụng phương pháp Shared VLAN Learning. Tất cả các VLAN sẽ có chung một bảng mask thôi. Để đổi password thì các bạn chỉ cần nhập password mới ở phía dưới này và nhấn trên password là được. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo các VLAN và cấu hình các cổng thành Access hoặc Trunking. Mình sẽ sử dụng mô hình này cho các bạn dễ hình dung nhé. Mình đang có một switch CRS317, trên này mình sẽ tạo 3 VLAN là 10, 20 và 30. Cổng 1 sẽ là cổng Trunking để nối lên switch core và cho phép 3 VLAN đi qua, hay chúng ta cũng hay gọi cổng 1 sẽ tác hợp VLAN 10, 20 và 30. Cổng 2 Access vào VLAN 10, cổng 3 Access VLAN 20.
và cổng 4 Access VLAN 30, hay chúng ta cũng có thể gọi cổng 2 Untethered VLAN 10, cổng 3 Untethered VLAN 20 và cổng 4 Untethered VLAN 30. Tùy các bạn quen gọi theo khái niệm nào thôi, đây là các cổng để cắm xuống end device như là máy tính hay là máy in. Cổng 5 gọi là cổng Hybrid, các bạn thường cấu hình khi kết nối xuống Wi-Fi mà Wi-Fi của các bạn sử dụng nhiều VLAN khác nhau. Khi đó chúng ta sẽ cần cấu hình cổng 5 là cổng Trunking cho phép các VLAN người dùng. Trong ví dụ này là 20 và 30, còn Native VLAN quản trị trong mô hình của mình là VLAN 10. Để AP có thể nhận được IP cấp từ VLAN 10 và join vào controller để quản trị tập trung. Các bạn có thể gọi cổng này là Untethered VLAN 10 và Untethered VLAN 20 và 30 cũng tương tự. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo các VLAN, các bạn vào tab VLAN. Nhấn Append để thêm VLAN mới. Mình sẽ tạo 3 VLAN 10, 20 và 30 trước. Tại cột Member, các bạn tích vào các cổng tương ứng. Đầu tiên sẽ là cổng 1 trên switch. Các bạn để chuột vào thì nó sẽ hiển thị tên port lên. Đầu tiên, cổng 1 sẽ tách hiệt 3 VLAN, nên mình sẽ tích port 1 cho cả 3 VLAN này. Cổng 2 access vào VLAN 10, nên mình sẽ tích cổng 2 tại dòng VLAN 10. Cổng 3 access vào VLAN 20, nên mình sẽ tích cổng 3 tại dòng VLAN 20. Và cổng 4 access vào VLAN 30, nên mình sẽ tích cổng 4 tại dòng VLAN 30. Cổng 5 là cổng Hybrid, sẽ là cổng Trunking Allow VLAN 20 và 30, và Native VLAN 10, nên mình sẽ tích cổng 5 là Member của cả 3 VLAN tương tự như port 1, nó sẽ khác ở phần cấu hình sau thôi. Nhấn Apply All. Sau đó chuyển sang tab VLAN. Ở cột VLAN Mode, các bạn chuyển các cổng từ 1 đến 5 sang Mode Enable. Trong cột Default VLAN ID, cổng 1 là Trunking Allow VLAN 10, 20, 30, nên Default VLAN sẽ là 1. Cổng 2 Access VLAN 10, nên Default VLAN là 10. Tương tự cổng 3 sẽ là 20. Và cổng 4 là 30. Cổng 5 là cổng Trunking Allow VLAN 20 và 30, Native VLAN 10, nên Default VLAN ID ở cổng 5 sẽ là 10. Cổng 1 và cổng 5 sẽ khác nhau ở phần này thôi. Như vậy là hệ thống mạng của các bạn đã có thể hoạt động được rồi. Ngoài ra thì cột VLAN Receive cho phép các bạn thiết lập thêm chính sách thôi. Any là switch sẽ nhận tất cả các gói. Ngoài ra thì các bạn có thể cấu hình các cổng thành Only Target hoặc Only Untarget. Ví dụ cổng 2 Access VLAN 10, nghĩa là cổng này chỉ có các traffic Untarget, thì các bạn có thể cấu hình thành Only Untarget. Tương tự, cổng 3 và 4 cũng sẽ là Only Untethered. Cổng 1 Target 3 VLAN không có traffic Untethered, nên các bạn có thể cấu hình thành Only Untethered. Cổng 5 có cả traffic Untethered thuộc VLAN 10 và traffic Target thuộc VLAN 20 và 30, nên cổng này các bạn cần để là Any. Hoặc tất cả các cổng các bạn để Any cũng được. Nó sẽ giúp các bạn cấu hình thêm chính sách cho các VLAN thôi. Nhấn Apply All, như vậy là xong. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình các tính năng cơ bản trên switch Mikrotik CSS hoặc switch CRS nhưng đang chạy phiên bản switch OS. Ngoài ra thì có một số tính năng các bạn có thể cấu hình như là port channel, port isolation, access list, hoặc DHCP snooping.
Còn lại thì hầu hết đều là các menu để các bạn theo dõi hoạt động của Suite thôi, mình sẽ không đề cập đến trong video này. Nếu các bạn có góp ý hay thắc mắc nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.